Trước hết, Xuân Phương xin kính mời quý vị xem những hình ảnh của thánh lễ nửa đêm tại Tòa Thánh Vatican. Tin từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis đã cử hành thánh lễ Giáng sinh đầu tiên của Ngài tại Tòa Thánh. Đức Giáo Hoàng Francis đã lên ngôi trong tháng 3 năm nay là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử 1.300 năm của Giáo hội Công giáo, không phải là người châu Âu. Đã có khoảng 10.000 người tham dự thánh lễ nửa đêm Giáng sinh bên trong Vương cung Thánh đường Thánh Peter và hàng ngàn người khác đã xem thánh lễ trên màn ảnh lớn trong quảng trường Thánh Peter. Đức Giáo Hoàng Francis đã có một bài giảng ngắn trong buổi lễ, nói rằng Chúa là ánh sáng, nơi Chúa hoàn toàn không có một chút bóng tối nào, nhưng con người có sáng và có tối, có đúng và sai, vâng lời hay nổi loạn. Có lúc con người là người hành hương, có lúc con người là kẻ trôi dạt. Những ai tin Chúa là những người bước đi trong ánh sáng. Những ai không mở trái tim của họ, những ai bị chi phối bởi sự tự hào, lừa dối, vụ lợi, thì bóng tối sẽ bao trùm những người đó. Đức Giáo Hoàng đã cử hành thánh lễ với trên 300 hồng y, giám mục và linh mục. Mùa Giáng sinh là thời gian bận rộn nhất của Đức Giáo Hoàng. Vào lúc 11 giờ trưa hôm nay, Ngài đã đọc thông điệp gửi thành phố và thế giới. Vào ngày 31 tháng 12, Ngài sẽ làm lễ tạ ơn cuối năm và ngày sau đó là lễ năm mới, đánh dấu Ngày Hòa bình Thế giới.